Cổ nhân chỉ rõ 8 dấu hiệu của người phúc khí sâu dày, hậu vận tốt mới có. Nếu có một thôi cũng hưởng phúc cả đời. Chào mừng quý khán thính giả đã đến với chuyên mục Lời dạy cổ nhân trên kênh Lắng Động Radio. Quý vị thân mến, bạn có phải là người có nhiều phúc khí? Cuộc đời bạn sau này có an nhàn, hạnh phúc không? Nếu bạn chưa biết điều này và vẫn đang tò mò về nó, thì video ngày hôm nay chắc chắn dành cho bạn rồi. Trong video này, chúng tôi sẽ chia sẻ đến bạn 8 dấu hiệu của người có phúc khí lớn. Bạn hãy chú ý theo dõi trong video này, xem mình có dấu hiệu nào không nhé. Dấu hiệu thứ nhất, có nhiều bạn bè quý mến. Người xưa có câu, nhân chi sơ, tính bản thiện. Con người sinh ra vốn đã mang trong mình những mầm thiện lương. Khi ta gieo những hạt giống tốt đẹp, nuôi dưỡng lòng nhân ái, bao dung, tự nhiên sẽ thu hút những điều tốt đẹp đến với mình. Đó cũng là lý do vì sao người có phúc thường có nhiều bạn tốt. Nghe đến đây, bạn thấy mình có người bạn tốt nào không? Nếu có, hãy bình luận số 1 dưới video nhé. Trong xã hội hiện đại, mối quan hệ giữa người với người đôi khi trở nên phức tạp hơn. Thế nhưng câu nói bạn bè là gia đình mà ta chọn vẫn luôn đúng. Khi ta gặp khó khăn, những người bạn chân thành sẽ không ngần ngại giang tay giúp đỡ. Đó không chỉ là tình bạn đơn thuần mà còn là sự đền đáp xứng đáng cho những điều tốt đẹp mà ta đã trao đi. Trong cuộc sống hiện đại, việc xây dựng các mối quan hệ xã hội lành mạnh càng trở nên quan trọng hơn bao giờ hết. Việc tham gia các hoạt động cộng đồng, giúp đỡ những người khó khăn, không chỉ giúp ta có thêm nhiều bạn bè, mà còn mang lại cho ta cảm giác hạnh phúc và ý nghĩa. Đó là kết quả của những hành động tốt đẹp mà chúng ta làm hàng ngày. Khi ta biết cho đi, ta sẽ nhận lại gấp nhiều lần. Và những người bạn tốt chính là món quà quý giá nhất mà cuộc sống ban tặng cho những tâm hồn lương thiện. Dấu hiệu thứ hai, bạn có ngoại hình ưa nhìn. Từ xưa đã có câu, tâm sinh tướng, nghĩa là người có phúc đức, tâm tính thiện lương, thường sở hữu vẻ ngoài ưa nhìn, cân đối. Ngược lại những người tâm địa xấu xa, ích kỷ, thường có tướng mạo kém sắc. Nhưng tại sao lại như vậy? Có lẽ đó là bởi vì tâm hồn và thể xác của con người luôn có mối quan hệ mật thiết. Khi một người luôn giữ cho tâm mình thanh tịnh, hướng thiện, những năng lượng tích cực sẽ lan tỏa khắp cơ thể, nuôi dưỡng vẻ đẹp từ bên trong. Điều này lý giải vì sao nhiều người dù không sở hữu nhan sắc trời phúng nhưng vẫn toát lên một sức hút đặc biệt. Thế nên mới có câu, mỹ sắc là một món quà nhưng không phải ai cũng được ban tặng. Câu nói này nghe có vẻ sáo rỗng nhưng lại ẩn chứa một chân lý sâu xa về cuộc sống. Không phải ngẫu nhiên mà một số người sinh ra đã sở hữu vẻ ngoài ưa nhìn, thu hút mọi ánh nhìn. Đó không chỉ đơn thuần là may mắn, mà còn là kết quả của những tích lũy từ kiếp trước. Hay nói cách khác, là phúc đức mà họ đã tạo dựng. Trong xã hội hiện đại, vẻ bề ngoài đóng một vai trò quan trọng, thậm chí đôi khi còn được coi là vũ khí để thành công. Người ta thường đánh giá nhau qua vẻ ngoài, tạo ra những định kiến không cần thiết. Tuy nhiên, vẻ đẹp thực sự không chỉ nằm ở hình thức bên ngoài, mà còn ở tâm hồn, ở những giá trị mà mỗi người mang lại cho cuộc sống. Những người may mắn sở hữu vẻ đẹp trời phúng cần biết trân trọng món quà đó, nhưng cũng không nên tự cao tự đại. Bởi vẻ đẹp chỉ là một phần rất nhỏ trong cuộc sống, và nó có thể tàn phai theo thời gian. Quan trọng hơn cả là sự tốt bụng, tài năng và những đóng góp của mỗi người cho xã hội. Còn đối với những người không may mắn sở hữu vẻ đẹp ngoại hình, đừng quá buồn phiền. Bởi vẻ đẹp thực sự là vẻ đẹp nội tâm và vẻ đẹp tỏa ra từ những hành động tử tế, những suy nghĩ tích cực và một trái tim nhân hậu. Hãy tập trung vào việc hoàn thiện bản thân, trau dồi kiến thức và kỹ năng, chắc chắn bạn sẽ tỏa sáng theo cách riêng của mình. Điều chúng ta cần nhớ rằng, vẻ đẹp thực sự không chỉ nằm ở ngoại hình
mà còn ở tấm lòng, ở những giá trị mà mỗi người mang lại cho cuộc sống. Dấu hiệu thứ ba, bạn ít ốm đau. Bạn có phải là người ít ốm đau hay không? Nếu bạn ít ốm đau và chỉ ốm nhẹ thì hãy bình luận số 2 dưới video nhé. Vì đây chính là dấu hiệu bạn đang có được nhiều phước báo đó ạ. À. Người xưa có câu, có phúc, ắt có lộc. Và sức khỏe chính là một trong những phúc lộc quý giá nhất mà cuộc đời ban tặng. Vì sao lại nói vậy? Bạn thử nghĩ mà xem, đâu phải ai sinh ra đã mang trong mình phúc đức để khỏe mạnh như vậy. Nhiều người sinh ra không đủ tứ chi, mắc bệnh hiểm nghèo, thậm chí có người chỉ kịp nhìn thế giới này có vài ngày thôi. Thế nên mới nói, có sức khỏe là dấu hiệu của người có nhiều phúc đức. Phúc đức, theo quan niệm truyền thống, là kết quả của những hành động thiện lành, những tấm lòng nhân hậu. Người có phúc, nhờ tích lũy nhiều phước lành, tự nhiên được vũ trụ ban tặng một sức khỏe bền bỉ. Đó không chỉ là một quan niệm trừu tượng mà còn có cơ sở khoa học. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng, những người luôn giữ thái độ sống tích cực, yêu thương và giúp đỡ người khác thường có hệ miễn dịch khỏe mạnh hơn, ít mắc bệnh hơn. Tâm trạng vui vẻ, lạc quan giúp giảm căng thẳng, tạo điều kiện cho cơ thể tự chữa lành. Ngược lại, những người luôn lo âu, căng thẳng, tiêu cực thường dễ mắc các bệnh lý về tim mạch, tiêu hóa và thần kinh. Trong xã hội hiện đại, khi cuộc sống ngày càng trở nên bận rộn, thì càng nhiều người lại không hề biết trân trọng sức khỏe của mình. Họ cứ chạy theo những thứ vật chất cao xa, rồi quên đi chăm sóc sức khỏe. Để đến khi bệnh tật đeo bám mới hối hận không kịp. Bạn đã từng gặp những trường hợp như vậy chưa? Nếu từng gặp rồi, hãy bình luận số 3 dưới video và từ nay hãy trân trọng sức khỏe mình hơn bằng cách nhìn nhận những câu chuyện về những người sống thọ. Họ dù ở tuổi cao niên nhưng vẫn sống với lối sống lành mạnh, tinh thần lạc quan và sự tử tế. Họ là những tấm gương sáng để chúng ta học hỏi và noi theo. Dấu hiệu thứ tư, con cái bạn ngoan ngoãn, giỏi giang. Người xưa có câu, con cái là phúc của cha mẹ. Quả thực không sai. Có những gia đình mà những đứa con trở thành niềm tự hào, là chỗ dựa vững chắc cho cha mẹ lúc tuổi già. Chúng ta thường ngưỡng mộ những gia đình như vậy, nơi mà tình cảm gia đình luôn đông đầy và ấm áp. Tuy nhiên, không phải ai cũng may mắn có được phúc khí này. Trong xã hội hiện đại, với những áp lực và cám dỗ ngày càng tăng, việc nuôi dạy con cái trở nên phức tạp hơn bao giờ hết. Nhiều bậc phụ huynh dành cả cuộc đời để lo lắng, vun đắp cho con, nhưng kết quả lại không như mong đợi. Có những đứa con giết cha mẹ, hay có những người con hàng ngày chỉ biết báo nợ về nhà và buông ra những lời nói đai nghiến cha mẹ. Quả thật có rất nhiều, những trường hợp đó thật khiến ta xót xa và buồn lòng. Bởi cha mẹ là người nuôi nấng họ từ khi còn nhỏ, trải qua biết bao khổ cực, ấy vậy mà khi lớn lên họ lại bất hiếu như vậy. Thế nên, việc có những đứa con ngoan ngoãn, thành đạt là một điều đáng trân trọng. Nhưng quan trọng hơn đó là tình yêu thương, sự thấu hiểu và sự kết nối giữa các thành viên trong gia đình. Khi chúng ta biết yêu thương và chia sẻ với nhau, gia đình sẽ trở thành một bến đỗ bình yên, giúp chúng ta vượt qua mọi khó khăn trong cuộc sống. Vì vậy, nếu bạn đang có một gia đình hạnh phúc, hãy biết ơn và trân trọng những gì mình đang có. Hãy dành thời gian cho gia đình, chăm sóc và yêu thương những người thân yêu của mình. Bởi lẽ gia đình chính là tài sản quý giá nhất mà cuộc sống ban tặng cho chúng ta đấy ạ. Dấu hiệu thứ năm, bạn có được người vợ hay chồng lý tưởng. Chúng ta thường nói tình yêu là duyên số, nhưng liệu có phải chỉ đơn thuần là duyên số đã xe tơ hồng cho những cuộc tình đẹp, hay đằng sau đó còn ẩn chứa những quy luật nhân quả sâu xa? Bạn có tò mò điều này không? Nếu có, hãy bình luận số 8 và chúng ta sẽ cùng tìm hiểu sâu hơn nhé. Người xưa có câu, ở hiền gặp lành. Áp dụng vào chuyện tình cảm, ta có thể hiểu rằng, một người có phúc đức
luôn làm việc thiện, suy nghĩ tích cực thì sẽ có khả năng thu hút những điều tốt đẹp đến với mình. Trong đó có cả một tình yêu chân thành, thủy chung. Ngược lại, những người chỉ biết ích kỷ, tham lam thì khó có thể giữ được hạnh phúc lâu dài. Nhất là trong xã hội hiện đại, khi mà giá trị vật chất được đặt lên hàng đầu, thì những câu chuyện tình yêu đẹp như mơ càng trở nên quý giá. Chúng ta thường thấy những cặp đôi yêu nhau say đắm, hết lòng vì nhau, vượt qua mọi khó khăn thử thách. Đó chính là kết quả của việc cả hai đã tích lũy được những phúc đức trong quá khứ. Và giờ đây, họ đang được đền đáp xứng đáng. Tuy nhiên, cũng có những người luôn cảm thấy bất hạnh trong tình yêu dù đã cố gắng hết sức. Có thể họ chưa nhận ra rằng, chính những hành động, suy nghĩ tiêu cực trong quá khứ đã tạo ra những nghiệp báo khiến họ khó có thể tìm được một nửa đích thực của mình. Thế nên, muốn thay đổi được cuộc sống chính mình, thì bạn càng nên tin vào nhân quả hơn. Chúng ta phải sống tốt, làm việc thiện để tích lũy thêm nhiều phúc đức, từ đó tạo ra những cơ hội tốt đẹp hơn cho bản thân và những người xung quanh. Dấu hiệu thứ 6, luôn vui vẻ, hòa đồng. Khi một người luôn giữ nụ cười trên môi, họ đang âm thầm gieo những hạt giống yêu thương, lan tỏa năng lượng tích cực đến những người xung quanh. Cái cười ấy như một tia nắng ấm áp, xua tan đi những mệt mỏi, lo âu và mang đến niềm vui, sự an yên cho tâm hồn. Trong xã hội hiện đại, nên mà con người thường bị cuốn vào vòng xoáy của cuộc sống bận rộn và áp lực, một nụ cười chân thành lại càng trở nên quý giá. Nó như một chiếc cầu nối giúp chúng ta xích lại gần nhau hơn, tạo ra những mối quan hệ hài hòa và bền vững. Người ta thường nói rằng, một nụ cười có thể thay đổi cả thế giới. Điều này hoàn toàn đúng. Bởi lẽ khi chúng ta cười, chúng ta không chỉ làm cho bản thân mình cảm thấy hạnh phúc, mà còn truyền cảm hứng cho những người khác, tạo ra một hiệu ứng lan tỏa tích cực. Bạn có thích năng lượng tích cực này không? Nếu có, hãy bình luận số 2 dưới video nhé! Tâm thái tích cực thể hiện qua nụ cười còn là một sức mạnh vô hình, có khả năng cảm hóa và khích lệ người khác. Một người luôn lạc quan, yêu đời sẽ dễ dàng nhận được sự tin tưởng và quý mến của mọi người. Họ như những ngôi sao sáng, tỏa ra ánh hào quang, thu hút những người có cùng tần số. Điều này không chỉ giúp họ xây dựng những mối quan hệ tốt đẹp, mà còn mở ra nhiều cơ hội thành công trong cuộc sống. Vậy nên, để cuộc sống trở nên ý nghĩa hơn, hãy dành tặng cho những người xung quanh một nụ cười thật tươi. Hãy biến nụ cười thành một thói quen, thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của bạn. Bạn sẽ ngạc nhiên khi nhận ra rằng, nụ cười không chỉ mang lại hạnh phúc cho người khác, mà còn giúp bạn cảm thấy yêu đời hơn, lạc quan hơn. Dấu hiệu thứ 7, đem lại may mắn cho người khác. Trong cuộc sống, nếu bạn thấy nhiều người xung quanh được hưởng may mắn nhờ sự hiện diện của bạn, thì đó chính là dấu hiệu của một phước đức sâu dày. Hãy tưởng tượng khi bạn đi chợ và ghé thăm một hàng quán đang ế ẩm. Việc bạn mua hàng không chỉ giúp người chủ hàng quán đó có thêm doanh thu, mà còn tạo động lực cho nhiều khách hàng khác đến mua theo. Đây chính là một minh chứng rõ ràng cho việc phước của bạn đang lan tỏa và ảnh hưởng tích cực đến người khác. Bạn tin điều đó không? Nếu có, hãy bình luận số 3 dưới video nhé! Tương tự, khi bạn kết giao với những người đang gặp khó khăn, sự hiện diện và sự giúp đỡ của bạn có thể mang lại may mắn và cơ hội cho họ. Ví dụ, khi bạn chia sẻ những kinh nghiệm sống, cung cấp lời khuyên chân thành, hoặc đơn giản là tạo ra những mối quan hệ tích cực, bạn không chỉ cải thiện cuộc sống của người khác, mà còn gián tiếp truyền tải phước đức của mình. Những người được bạn giúp đỡ có thể cảm nhận được sự thay đổi tích cực và vận may đến với họ. Điều này chứng tỏ rằng họ đang hưởng phước từ bạn. Trong xã hội hiện nay, điều này có thể dễ dàng nhìn thấy qua các mối quan hệ cá nhân và công việc. Một người lãnh đạo tận tâm không chỉ giúp đỡ cấp dưới trong công việc, mà còn tạo ra môi trường làm việc tích cực, làm cho nhiều người khác cũng gặt hái thành công. Hay một người bạn chân thành luôn sẵn sàng lắng nghe và hỗ trợ bạn bè,
sự hiện diện của họ có thể làm tăng thêm phước lành cho cả nhóm. Khi bạn nhận thấy sự thành công và hạnh phúc đến với những người xung quanh nhờ vào sự đóng góp của bạn, đó chính là dấu hiệu của phước đức lan tỏa và được ghi nhận. Vì vậy, nếu có được những dấu hiệu này, thì hãy lan tỏa sự may mắn đó cho những người xung quanh bạn nhé. Tôi tin rằng phúc đức của bạn sẽ tăng lên nhiều đấy. Dấu hiệu thứ 8: người luôn tai qua nạn khỏi. Có những lúc trong cuộc sống, bạn có thể đối diện với những thử thách, những khó khăn tưởng chừng như không thể tránh khỏi. Tuy nhiên, kỳ lạ thay, trong khi những người khác phải chịu đựng hậu quả nặng nề, bạn lại chỉ gặp phải những tổn thương nhỏ hoặc thậm chí không ảnh hưởng gì. Bạn có bao giờ rơi vào trường hợp đó không? Nếu có, hãy bình luận số 3 dưới video nhé. Ví dụ, trong một vụ tai nạn tập thể, nhiều người có thể bị thương nặng hoặc thậm chí mất mạng, nhưng bạn chỉ bị xây xát qua loa. Hoặc trong đợt dịch bệnh bùng phát, khi nhiều người phải chịu đựng bệnh tật nghiêm trọng, bạn lại vẫn giữ được sức khỏe tốt. Những tình huống như vậy có thể không chỉ đơn thuần là sự may mắn ngẫu nhiên, chúng có thể là dấu hiệu của một sự bảo hộ hoặc phước lành mà bạn đang được hưởng. Thế nên, những lúc bạn được bảo vệ khỏi những khó khăn lớn, đó là cơ hội để bạn nhìn nhận và đánh giá những giá trị đích thực trong cuộc sống, đồng thời tiếp tục rèn luyện phẩm hạnh và sự biết ơn trong cuộc sống. Vậy là chúng ta đã cùng tìm hiểu về 8 dấu hiệu của người có phúc. Nghe đến đây, bạn có thấy mình có một trong 8 dấu hiệu này không ạ? Nếu có, hãy bình luận số 5 dưới video nhé. Nếu không thì bạn cũng đừng buồn. Bạn hãy hiểu rằng phúc báo của bạn hay của con cháu đều có liên quan đến việc làm thiện ác của chính bạn. Những gì ta đang gặp phải là do nghiệp tạo nên. Gieo nhân gì, gặt quả nấy. Lão Tử nói, thiên đạo vô thân, thường giữ thiện nhân. Rất nhiều thứ người khác cho ta, nhưng phúc báo của chúng ta không nhất định có thể sử dụng được. Minh bạch đạo lý này, nhân sinh sẽ bớt đi rất nhiều thống khổ cùng phiền não. Có nhiều người quyết định phá thai bởi họ lo sợ rằng mình không đủ khả năng nuôi dưỡng đứa trẻ. Trong tiềm thức, chúng ta thường nghĩ rằng việc nuôi con và duy trì gia đình là trách nhiệm và gánh nặng của bản thân. Nhưng sự thật không phải như vậy. Trước hết, chúng ta cần nhận thức rằng mỗi người đều có phúc báo riêng. Đứa trẻ đến với thế giới này mang theo phúc báo của chính mình. Thoạt nhìn, có vẻ như cha mẹ đang nuôi nấng đứa trẻ. Nhưng thực chất, chính phúc báo của đứa trẻ đang nuôi dưỡng cả gia đình. Một thành công không chỉ đến từ nỗ lực cá nhân, mà còn từ phúc báo của mọi người xung quanh cùng chung tay tạo nên. Ác nghiệp cũng tương tự như vậy. Hiện nay, môi trường sống của chúng ta đang bị phá hoại nghiêm trọng, và thường thì chúng ta đổ lỗi cho người khác. Nhưng cuối cùng, chúng ta nhận ra rằng sự suy thoái này là kết quả của nghiệp tích tụ từ tất cả mọi người. Mỗi người đều góp phần tạo nên cơn bão này. Thiên đạo vô thân, thường giữ thiện nhân. Câu này ý nói rằng đạo trời không thiên vị ai, nhưng luôn ban ân cho người lành. Dù là con cái của bạn, bạn cũng không thể mang phúc báo đến cho chúng. Mỗi người đều có số phận và phúc phần của riêng mình. Có rất nhiều người không nhận ra điều này. Họ muốn con mình học giỏi, vào được trường tốt và trở thành người tài năng. Nhưng ít ai biết rằng để đạt được những điều đó, trước hết đứa trẻ phải có số mệnh phù hợp. Nuôi dưỡng con cái, tiền bạc tiêu xài là của cha mẹ, nhưng tiêu hết đi lại là phúc báo của con cái. Cha mẹ có thể cho, nhưng không nhất định là con cái có thể nhận, vì phúc báo không thể cho đi dễ dàng như vậy. Mọi thứ phải tùy thuộc vào số mệnh của chúng. Điều này gọi là thiên đạo vô thân. Nhiều người nuông chiều con cái, cho rằng việc chi tiêu nhiều tiền bạc để bồi dưỡng cho chúng là điều tốt, nhưng lại không biết rằng tiêu xài quá nhiều tiền không cần thiết có thể gây tổn hại đến phúc báo của con cái. Khi phúc báo giảm đi, con cái sau này sẽ không có tiền đồ. Ví dụ, nếu con bạn ham học và muốn học lên cao,
đó là do trung mệnh của chúng có đường học. Nếu không, dù bạn có mời thầy giỏi nhất về dạy kèm cũng sẽ vô ích. Người xưa nói, lưu tài cho con cháu, chúng giữ không được. Để sách lại cho con cháu, chúng không đọc được. Đành phải lưu lại âm đức cho con cháu, đó mới là con đường đúng đắn nhất. Bạn phải gieo trồng phúc điền trước, làm việc thiện, sau này con cái tự nhiên sẽ được hưởng lợi. Người xưa còn giảng, một đời làm quan, chín đời oan ổn. Nếu làm quan tốt, sẽ tích lũy phước báo cho con cháu. Nếu làm quan không tốt, chiếm đoạt lợi ích của dân chúng để phục vụ cho mình, sẽ tích lũy nghiệp chướng cho con cháu. Con cháu nếu dùng tiền từ việc làm bất chính của cha ông sẽ bị tổn hại phúc báo. Vì vậy người ta nói, một đời làm quan, chín đời oan ổn. Nếu chỉ vì mưu sinh của gia đình mình thì đừng làm. Làm quan vì dân chúng thì hãy làm. Đây cũng là thiên đạo vô thân. Hơn nữa, cổ nhân còn dạy, người hành thiện, trời đất trả phúc báo. Kẻ làm ác, thiên thượng giáng tai ương. Đạo trời rất công bằng, tùy người mà báo ứng. Không cần hỏi mà tự nhiên có hồi đáp. Không cần mời mà tự nhiên đến. Thưởng thiện, phạt ác, báo ứng không hề bỏ sót, không hề sai lạc. Người xưa thường nói, người làm điều thiện thì trời sẽ ban phúc. Kẻ làm điều ác thì trời sẽ giáng họa. Đạo trời thật công bằng. Vì vậy mỗi người trong chúng ta cần cố gắng khắc chế cái ác, đề cao cái thiện, sống thuận theo lẽ trời và không ngừng tu dưỡng đạo đức. Văn Xương Đế Quân Âm Chất Văn là một quyển sách khuyến thiện được lưu truyền rộng rãi trong thời đại nhà Minh và nhà Thanh, kết hợp những giáo lý của Nho giáo, Phật giáo và Đạo giáo, đưa ra những chuẩn tắc để con người hướng tới điều thiện. Trong sách có câu, làm việc cần theo thiện lý. Thi hành âm đức khắp nơi nên được đặt cách lên trời. Muốn có phúc lớn cần phải dựa vào tâm mình. Trăm phúc cùng đến, ngàn may mắn tụ về. Đó chẳng phải là nhờ âm đức mà có được sao? Cổ nhân luôn khuyên chúng ta nên làm việc thiện và tích lũy âm đức. Bởi lẽ ở một không gian khác, có thần linh chuyên quản lý việc hòa phúc sinh tử của nhân loại, luôn giám sát những việc làm thiện hay ác của con người, từ đó mà ban phát bảo ứng thích đáng. Người ta truyền rằng, Văn Xương Đế Quân là thần quản lý công danh và phúc lộc của con người. Bởi vậy, Ngài có thể quyết định vận mệnh công danh của những người trí thức. Đế Quân từng nói, trong những mùa khảo thi, ta thường phải đứng trước những lựa chọn khó khăn. Con người vốn dĩ đã được chọn, nhưng cuối cùng lại bị xóa tên, chỉ vì đức hạnh của họ bị khiếm khuyết. Ngược lại, có những người vốn không đạt, nhưng lại được bổ sung vào danh sách, vì họ đã giữ vững được phẩm giá của mình. Khắp nơi trong trường thi đều có thần trông coi, nhưng đáng tiếc thay, có những bài thi với chữ nghĩa tinh tế như châu ngọc lại bỗng nhiên bị tro đèn rơi xuống làm hỏng mất. Có những bài văn chương từng trang đẹp như gấm, như hoa, nhưng không hiểu vì sao lại bị vết mực vô duyên vô cớ làm bẩn đi. Thật ra, lúc đó là ta đang trông coi tại trường thi. Liệu ông trời có thể không có mắt hay sao? Dưới đây là câu chuyện xoay quanh công danh ở các khoa thi, có thể cho chúng ta thấy rõ ràng thiên lý qua việc thiện ác hữu báo là như thế nào. Vào triều đại nhà Thanh, tại thành phố Nghi Hưng, tỉnh Giang Tô, có một vị thư sinh tên là Phan Thư Thăng. Vào một ngày thu của năm Khang Hy thứ nhất, Phan Thư Thăng có một giấc mộng lạ kỳ. Trong mộng, anh ta thấy mình bước vào quan đế điện, nơi đang diễn ra việc phát bài thi. Tiếng gọi vang lên từ trên điện, gọi người đầu tiên lên nhận bài, nhưng người này ngay lập tức bị đá xuống dưới. Tên người thứ hai được gọi chính là Phan Thư Thăng. Những người thứ ba và thứ năm không ai xuất hiện. Trong lúc chờ đợi,
Phan Thư Thăng nhìn thấy trên vách tường treo một bảng vàng, với tên người đứng đầu chỉ có hai chữ Vì Tiếp, nhưng không thấy họ tên đầy đủ. Bất chợt, một người mặt đỏ bước tới, tháo mũ quan trên đầu mình và đội lên đầu Phan Thư Thăng. Giấc mộng tỉnh dậy, Phan Thư Thăng vô cùng kinh ngạc và hồi hộp. Khi danh sách thi đậu được công bố, Phan Thư Thăng thật sự trở thành người đứng đầu, làm rạng danh tên tuổi khắp nơi. Tò mò về người tên Vi Tiếp, anh ta đi khắp nơi tìm kiếm và không lâu sau biết được đó là Phó Lục Giả ở huyện Lâu. Anh liền đến gặp Phó Lục Giả để thăm hỏi. Phó Lục Giả từ lâu đã nổi tiếng với tài văn chương. Trong kỳ thi, quan chủ khảo cũng đánh giá anh ta là người đứng đầu. Tuy nhiên, đến vòng thi văn chương thứ hai, mặc dù nhận được nhiều lời khen ngợi, nhưng khi đến vòng thi thứ ba, Phó Lục Giả lại biến mất một cách bí ẩn, khiến giám khảo buộc phải loại anh ta. Nguyên nhân sâu xa là do Phó Lục Giả vốn rất khéo léo trong lời ăn tiếng nói, nhưng thường hay buông lời thị phi, chê bai khuyết điểm của người khác. Vì thế, ông đã phải gánh chịu hậu quả nghiệt ngã. Khi công bố kết quả thi, quan chủ khảo vô cùng ấn tượng với văn chương của ông và thậm chí còn muốn gặp mặt. Tuy nhiên, từ đó trở đi, Phó Lục Giả dường như không còn vui vẻ, sống trong u sầu, và chẳng bao lâu sau, ông đã ngã bệnh rồi qua đời. Câu chuyện này cho thấy rằng, việc nói chuyện không hề nhỏ nhặt. Một khi không cẩn thận, lời nói có thể tạo nghiệp, làm tổn hại đức hạnh. Những lời không chân thật sẽ dẫn đến hành động thiếu ngay thẳng, lừa dối người khác. Chỉ trích khuyết điểm của người khác không chỉ khiến họ đau khổ mà còn làm tổn thương lòng tự trọng của họ. Do đó, cách ứng xử khôn ngoan nhất là biết lựa lời mà nói, biết cái gì nên nói và cái gì không nên. Nói nhiều không hẳn là sai, nhưng lời nói phải chứa đựng lòng nhân hậu và bao dung, như vậy mới tránh được nghiệp chướng và không gặp phải quả báo. Có thể thấy, ông trời luôn coi trọng người có lòng lương thiện hay hành thiện giúp đỡ người, còn những kẻ gian ác sẽ không thể tránh khỏi nhân quả. Biết được những điều đó nên con người ngày nay cũng đã biết hành thiện nhiều hơn. Tuy nhiên, hành thiện đúng cách để nhận được phúc báo thì không phải ai cũng biết. Ngược lại, họ còn gieo thêm nghiệp lực cho mình. Cổ nhân từng dạy, không phải cứ hành thiện là tích được phúc đức, mà trong tâm phải có lòng lương thiện nữa. Mà để giữ vững tâm lương thiện, cần lưu ý 3 điều sau. 1. Không tự hãm bản thân. Nhân chi sơ, tính bản thiện. Lương thiện là bản chất nguyên sơ của sinh mệnh con người. Khi chào đời, ta là những đứa trẻ thuần khiết, trong sáng, mang trong mình bản chất lương thiện. Điều này vốn dĩ đã hiện hữu, không cần phải cố gắng mới đạt được. Vì thế, đừng tự nhốt mình trong cái vòng xoáy tham lam, dục vọng, lợi lộc, tiền bạc hay danh vọng. Đừng vì nghe người đời ca ngợi những kẻ mưu mô, gian dối mà cố gắng bắt chước họ. Thực tế, họ tưởng rằng mình có nhiều, nhưng lại đang mất đi những điều quý giá nhất. Lương thiện là bản tính vốn có trong mỗi con người. Việc giữ gìn hay đánh mất nó là lựa chọn của mỗi người. Hãy sống để giữ gìn sự lương thiện, hoặc ít nhất không để nó phai nhạt đi. Chọn lối sống lương thiện chính là chọn cho mình sự giải thoát khỏi những ràng buộc khổ đau, trở về với bản ngã nguyên sơ trong sáng của mình. Làm người lương thiện, ta có thể sống ung dung, tự tại, không phải lo lắng nhiều vì đã tự mình hóa giải những muộn phiền trong đời. Sống lương thiện là con đường dễ đi nhưng đầy thách thức, là người có thể chịu thiệt thòi nhất nhưng cũng nhận được nhiều phúc báo nhất. 2. Không tranh cãi với người khác. Khi sống lương thiện, nhiều người thường cảm thấy mình bị thiệt thòi, dễ bị chèn ép. Nhưng hãy nghĩ mà xem, chúng ta sẽ đạt được gì khi suốt ngày cứ so đo, tính toán từng chút một? Nếu ai đó muốn thắng, cứ để cho họ thắng và hả hê, ta cũng chẳng mất mát gì, đúng không nào? Cuộc sống vẫn cứ lặng lẽ trôi qua, dù ta có là kẻ thua cuộc trong những cuộc tranh cãi nhỏ nhặt. Làm sao để đối diện với những hiểu lầm,
những nỗi oan ức trong cuộc sống. Đôi khi chỉ cần lặng lẽ mỉm cười, mọi chuyện sẽ trở nên nhẹ nhàng hơn nhiều. Tranh cãi với người không cùng tầng bậc giống như việc bạn nói tiếng Ý mà người kia nói tiếng Anh, không ai hiểu ai. Nhiều người cố gắng giải thích, phân bua nhưng lại bị suy diễn sai lệch theo cách nghĩ tiêu cực của họ, khiến sự việc đi quá xa. Vì vậy không cần tranh giành đúng sai, hãy nhẫn nhịn bỏ qua, vì đó là cảnh giới cao nhất của tu dưỡng. Tranh cãi làm mất tu dưỡng, giảm phước báo. Vì trong lúc nổi nóng, tức giận, lời nói của ta dễ trở nên sai lầm. Hãy cứ tin rằng, thành giả tự thành, việc đúng đắn trước sau vẫn là việc đúng đắn. Mình không cần phải chứng minh, rồi thời gian sẽ phơi bày tất cả. 3. Không dồn ép người khác. Hiện nay, hiện tượng chúng ta thấy rất nhiều trên mạng xã hội là mỗi khi có sự việc xảy ra, mọi người không cần biết rõ thực hư, chỉ cần đọc vài dòng trên báo mạng là vội vàng đưa ra nhận định ai đúng, ai sai một cách mù quáng. Họ tự cho rằng mình đang đứng về lẽ phải và dồn ép người được cho là sai đến đường cùng, cố tình triệt đường sống của người khác một cách nhẫn tâm. Phật dạy rằng, làm người quan trọng nhất là có tâm. Tâm ấy không chỉ cho mình mà còn cho những người xung quanh. Người đã đến đường cùng không nên dồn ép, hãy luôn chọn cách cho người ta một đường lui. Khi người đã thấy được cái sai, không nên vạch mặt, quyết liệt đến cùng. Khi người đã nhận ra lỗi lầm, không nên hạch sách. Đừng để tới khi bản thân rơi vào hoàn cảnh tương tự, muốn thoát ra cũng không được. Chỉ mong rằng giữa người với người luôn có sự cảm thông cần thiết. Thay vào đó, ta cần dùng tình thương, sự cảm thông và suy nghĩ thiện lương của mình để sưởi ấm lòng người. Chỉ có như vậy mới là cách sống đúng đắn nhất. Có một tiểu hòa thượng và lão hòa thượng sống trong một ngôi chùa cũ nát trên núi. Tiểu hòa thượng cảm thấy khổ sở vì chùa nghèo, thường bị người khác châm chọc và không được bố thí nhiều. Cậu lo lắng về tương lai khi chùa không còn tiền hương khói. Một hôm, khi trời lạnh giá, lão hòa thượng và tiểu hòa thượng cùng đi ngủ sớm để giữ ấm. Trong khi nằm dưới chăn, tiểu hòa thượng cảm thấy ấm hơn và cười khi lão hòa thượng hỏi liệu chăn có sưởi ấm cho người hay người sưởi ấm cho chăn. Lão hòa thượng giải thích rằng chăn bông không tự sưởi ấm, nhưng khi có người nằm vào, nó giữ được hơi ấm. Lão hòa thượng so sánh việc tụng kinh của họ với việc nằm dưới chăn bông. Nếu họ thành tâm thì sẽ làm cho cộng đồng như chiếc chăn bông trở nên ấm áp và tốt đẹp hơn. Tiểu hòa thượng hiểu rằng bằng sự kiên nhẫn và thiện tâm, chùa sẽ ngày càng phát triển và được người đời kính trọng. Kể từ đó, tiểu hòa thượng không còn lo lắng mà tập trung vào công việc và thái độ của mình. Sau 10 năm, ngôi chùa đã trở thành một nơi lớn và nổi tiếng, và tiểu hòa thượng trở thành trụ trì. Thực ra, chúng ta cũng là người đang nằm trong chăn bông. Người khác chính là chăn bông của chúng ta. Khi chúng ta dùng sự thiện lương của mình sưởi ấm chăn bông, thì chăn bông cũng sẽ giữ ấm cho chúng ta. 5. Nhân dạy. Năm cách ăn nói giúp tài lộc may mắn tự đến, hậu vận đất sướng. Quý vị thân mến, sau khi nghe tiêu đề trên, chắc hẳn bạn rất tò mò rằng không biết cách ăn nói đó là gì mà đem lại may mắn tài lộc đến như vậy, đúng không ạ? Nếu quý vị tò mò, hãy bình luận số 1 dưới video và cùng tìm hiểu 5 cách ăn nói đó trong video ngày hôm nay nhé. 1. Tránh lời nói trao chuyện thị phi. Người xưa thường nói, người thích nói chuyện thị phi ắt cũng là một người thị phi. Thường xuyên bàn tán về thị phi sẽ sớm làm hao mòn phúc khí của chính mình, khiến cuộc đời ngập trong tranh đấu, chỉ tìm thấy những điều tiêu cực mà bỏ qua những thứ tốt đẹp của cuộc sống. Đức Phật dạy rằng, những việc ác con người làm ra đều xuất phát từ thân, khẩu, ý của mỗi người. Bản thân có 3 điều ác:
sát sinh, cướp bóc, tà dâm. Ý của ba điều ác: tham, sân, si. Nhưng Khổng có bốn điều ác: nói ác, nói dối, nói thêu dệt, nói chém gió. Trong 10 điều ác, khẩu nghiệp chiếm đến 4 điều. Từ đó chúng ta cũng đủ thấy lời nói tạo ác nhiều như thế nào. Trong đó, cần phải tuyệt đối tránh những lời đưa ra những câu chuyện thị phi. Những người có duyên với chúng ta, họ nói ra điều gì, làm việc gì, chúng ta đều cho rằng không hợp ý mình. Nho giáo có dạy, vô ích ngôn ngữ, mặc tiểu thuyết, bất khả thi kỷ, viễn bạch lao tâm. Nghĩa là chớ nói lời vô ích, đừng can thiệp vào chuyện người đúng và sai. Nếu chỉ dựa vào trải nghiệm của chúng ta, thì có thể phân tích được theo bất kỳ cách nào, cũng không thể tránh việc nhận định cá nhân chủ quan của ta. Trong đó, chúng ta học Phật nhất định phải học chân thật, đúng với người và việc. Nếu chúng ta cố gắng phân tích rõ ràng, thì tất nhiên không thể hiểu được việc đúng sai, sinh ra bất bình, tạo thành bốn ác nghiệp, làm băng hoại thế gian. Nói thị phi còn độc hơn rắn, sắc bén hơn kiếm đao. Tuy không làm người ta máu chảy đầu rơi, nhưng tai ương theo đó mà kéo dài đến muôn kiếp. Vua mà nghe lời thị phi thì trung thần phải chết. Cha mẹ nghe lời thị phi thì con cái sẽ hờn. Vợ chồng nghe lời thị phi thì gia đình ly tán. Thực tế, bạn cũng từng thấy những trường hợp này rồi chứ? Nếu từng thấy, hãy bình luận số 3 dưới video nhé. Theo lời Phật dạy về thị phi, nếu bạn muốn giữ phúc đức, muốn nhận phúc báo, thì phải học cách cảnh tỉnh thân tâm. Cho nên theo sự tốt xấu của mình mà thảo luận, chúng ta cho công việc đó là tốt, nhưng chưa chắc là tốt thực sự. Bởi vì chúng ta vẫn còn phàm phu, đứng ở lập trường không giống nhau, nhân duyên tiếp xúc khác nhau. Nên có lúc chúng ta cho là tốt, nhưng chưa chắc là tốt thực sự. Có thể nhân duyên của chúng ta không tốt bằng người kia. Rõ ràng họ nói là việc tốt, chúng ta lại cho nó thành việc xấu. Như thế cũng không đúng. Chúng ta phải khởi tâm bình thường. Học Phật phải cố gắng kết thúc duyên tốt, từ bỏ đi tâm phân biệt tốt xấu. Vì vậy chúng ta không nên làm theo tâm mình để nhận định người khác, phải luôn cảnh giác bản thân. Nếu như làm được vậy thì không nói lời thị phi cũng không khó. 2. Tránh lời nói vô căn cứ và dối trá. Những lời nói không có thông tin chính xác là lời dối trá. Đây được coi là một trong những lời nói gây quả báo nhãn tiền, làm hao thêm phúc báo mà cổ nhân đã từng khuyên chúng ta cần tuyệt đối tránh. Nếu lỡ phạm phải, cũng phải mau chóng sửa đổi, hạn chế tiếp tục nói dối để tránh khẩu nghiệp ngày càng sâu. Nói dối cũng là một trong năm điều thuộc ngũ giới của Đạo Phật, bao gồm không sát sinh, không trộm cắp, không nói dối, không tà dâm, không uống rượu. Kinh Chánh Pháp Niệm Xứ viết: thực vi đệ nhất thiện, vọng ngữ đệ nhất ác. Câu này có nghĩa là nói lời chân thực là việc thiện hàng đầu, nói dối trá là việc ác hàng đầu. Trong kinh Đức Phật cũng đã từng dạy rằng nói dối gồm bốn loại: nói dối, nói lời hung ác, nói lời hai chiều và nói lời thêu dệt. Đây là bốn loại nói dối mà bản thân mỗi người tạo ra tội ác, gây tổn hại cho những người xung quanh, khiến họ bị xa lánh. Vì vậy, cần phải tránh xa những lời nói dối, ngay cả khi không có ác ý hoặc chỉ nhằm mục tiêu đùa vui. Những lời đó tạo ra nhân khẩu nghiệp và làm mất uy tín của mình. Khi đó, người này sẽ bị xếp vào hạng người lừa lọc, thiếu đạo đức. Có những người thích địa vị, nên họ nói dối để thỏa mãn lòng hư vinh của bản thân, khiến người khác nghĩ mình thông minh, tài giỏi hơn. Bạn có thấy điều này đúng không? Nếu thấy đúng, hãy bình luận số 2 dưới video nhé. Nhưng tất cả chỉ là giả tạo và nghiệp ác tự tạo. Chỉ cần có mục tiêu tốt hay xấu, chúng sinh phàm phu đều không thể tránh khỏi nói dối. Mặc dù nói dối không hại ai, hoặc nói dối đùa vui, vẫn là nói dối
và vẫn làm mất uy tín của mình. Không nói dối là một việc làm rất khó, cho nên phàm là người ai cũng có nói dối, chỉ khác là nói dối ít hay nhiều, có hại hay không có hại. Người không nói dối là người tạo ra cho mình một uy tín đối với mọi người, một sự kính trọng tuyệt vời, một lòng yêu quý và tôn trọng sâu sắc. Người như vậy chắc chắn sẽ nhận được phúc báo tốt lành, cuộc đời bình an, yên bình. 3. Tránh nói lời ác ý. Cổ nhân thường nói, lương ngôn ngữ nhất cú tam đông đoản, ác ngữ thương nhân lục nguyệt hàn. Câu này mang nghĩa là một câu thiện lương ấm ba mùa đông, một lời ác lạnh sáu tháng ròng. Bất cứ lời nói tùy ý nào đều đem lại những kết quả khác nhau. Lời tốt đẹp, giá trị, người khác sẽ mang đến thiện lành. Còn lời nói xấu làm tổn thương người lại có thể gây ra những hậu quả không lường trước. Nhiều tin đồn làm hại người khác vẫn tự cho mình là kế hay, nhưng họ đâu biết rằng những gì chờ đợi phía trước lại là hận thù hay báo ứng. Đức Phật đã dạy, ở đời luôn có luật nhân quả. Đừng bao giờ nói xấu hay làm chuyện hại người. Bạn hãm hại người khác thì sẽ có người hãm hại bạn. Bạn lừa người khác thì sẽ có người lừa bạn. Bạn làm tổn thương người khác thì cũng có ngày phải chịu lại những điều tương tự. Miệng giống như đao kiếm sắc bén, có thể mang lại điều tốt đẹp cho mọi người xung quanh, nhưng cũng có thể dễ dàng làm điều ác, gây họa cho người. Tác dụng của lời nói có thể xoa dịu nỗi đau trong lòng, làm an ủi những cảm xúc buồn bã. Lời nói lịch sự, lời khuyên bảo đúng thời điểm có thể làm thay đổi suy nghĩ tiêu cực của đối phương, và từ đó dần dần thay đổi những hành vi, những công việc làm bất chấp. Ngược lại, lời nói cũng có thể đưa con người vào vực sâu của tội lỗi, có thể khiến người ta mang đầy thù hận cả đời. Trong đó, lời nói ác ngữ, ác khẩu là một trong những nhân tố đưa đến hậu quả như thế. Bạn có tin điều này không? Nếu có, hãy bình luận số 5 dưới video nhé. Trong Kinh Phật có bài học đạo lý rằng, có người nghe Đức Phật rất từ bi, rất có đạo hạnh, nên cố ý đến chửi mắng Đức Phật. Nhưng khi bị chửi mắng, Đức Phật đều yên tĩnh, không đáp trả. Khi người ấy chửi mắng xong, Phật hỏi, ông tặng quà cho người khác, người ấy không nhận, thì lễ vật cuối cùng thuộc về ai? Người ấy đáp rằng, lễ vật vẫn là của ông ta. Đức Phật liền nói, này ông chửi mắng ta, nhưng ta không nhận. Ông tự mang vào thân mình. Như vậy, cũng giống như âm thanh là nương theo tiếng mà có, như bóng do hình mà thành, cuối cùng vẫn không tránh được hậu quả. Theo giáo lý nhà Phật, lời nói ra làm người khác đau khổ thì đều là một cách trồng nghiệp bất thiện. Vì thế, theo luật nhân quả, họ cũng sẽ phải chịu hậu quả xấu như thường lệ. Nếu bạn thường xuyên nói những lời ác khẩu làm tổn thương người khác, hãy cố gắng thay đổi ngay từ hôm nay. Nói càng ít càng tốt, nhất là những câu cay độc, chửi mắng người khác. Một khi những lời này được nói ra, chúng sẽ chỉ gieo rắc nhân quả xấu cho chính bạn. Ác nhân sinh ác quả, rất có hại cho cuộc sống của bạn. 4. Tránh nói lời tiêu cực hơn phiền não. Phật dạy rằng những lời tiêu cực, phấn khích thường xuyên cũng là lời nói gây tác động nhãn tiền, sẽ làm cạn kiệt phúc khí của chính mình. Nhiều người có thói quen thích đắm đuối hơn là bận tâm về cuộc sống, số phận và cả về người khác. Đó là những lời vô nghĩa nhất trên đời. Nói những lời như vậy chỉ làm hao mòn phúc đức, không mang lại lợi ích gì cho cuộc sống của bạn. Thay vào đó, chúng ta nên dùng nhiều động lực hơn để thay đổi hiện thực, hành động nhiều hơn, nói ít lời trên trĩ. Hãy làm những việc có ý nghĩa hơn và cuộc đời bạn sẽ ngày càng tốt đẹp hơn. Cuộc sống này ngắn ngủi lắm, nếu lỡ có chuyện gì thì hãy tìm cách giải quyết. Chúng ta không có đủ thời gian để thở dốc giữa trời mênh mông vô tận. Con người chỉ là một hạt bụi nhỏ nhoi. Ai sẽ lắng nghe lời than thở của bạn?
Rắc rối bạn đang gặp phải không tiêu tan chỉ bằng một vài lời phàn nàn. Người bỏ bạn đi có vì lời than vãn của bạn mà quay lại không? Điều đó không thể xảy ra. Vì vậy, thay vì phiền muộn, hãy phấn đấu. Hãy coi khó khăn là động lực và cố gắng vượt qua để đạt được thành công. Nhớ tu miệng trước khi tu thân để đời đời hưởng phúc. Nếu tâm trí của bạn giảm tham, giảm si mê, giảm ganh đua, ghen ghét, thì tự khắc bản thân sẽ thấy thanh thản và nhẹ nhàng hơn. Bạn nghĩ thế nào thì con người bạn sẽ như thế ấy. Bạn nghĩ bạn vô dụng thì chắc chắn bạn sẽ không bao giờ làm nên chuyện gì. Bạn nghĩ bạn thông minh, dĩ nhiên bạn sẽ thông minh vì tự bản thân bạn sẽ biết cách tạo nên điều đó. Bạn chỉ biết ồn ào, chê đời mình không may mắn như người ta, gia cảnh của mình không bằng người ta, thì bạn sẽ mãi thua thiệt. Thế nên, chỉ cần suy nghĩ tích cực, mọi chuyện sẽ tốt đẹp, cuộc sống cũng sẽ ít buồn phiền, vì dù sao, bạn cũng cố gắng biến mọi thứ bạn gặp phải trong cuộc sống thành niềm vui dành riêng cho mình. Bạn có thấy đúng không ạ? Nếu đúng, hãy bình luận số 9 dưới video nhé! Con người mệt mỏi chính là bởi vì nghĩ quá nhiều. Thân thể mệt mỏi không đáng sợ, tâm hồn mệt mỏi mới đáng sợ. Sống đời thường ai ai cũng không tránh khỏi phiền muộn do bản thân hay liên quan từng người khác. Tuy nhiên, có người sẽ chọn cách xem nhẹ và nhanh chóng quên đi để tận hưởng cuộc sống. Nhưng có người lại chấp nhận, suy nghĩ ngày này qua ngày khác, tạo nên tâm trí mệt mỏi. Hãy suy nghĩ ít đi để sống thoải mái hơn. Người sống trên đời này, phiền muộn một ngày, chi bằng cố gắng nỗ lực một ngày. Chỉ có sự cố gắng và nỗ lực của bản thân thì mới tìm thấy ánh sáng của bình minh ngày mới. Nhớ lời Phật dạy, đừng nên nói những điều tiêu cực, than thở. Suy cho cùng, nó cũng chẳng mang lại lợi ích gì. 5. Tránh nói lời bất kính với cha mẹ. Người xưa đã dạy rằng, trong trăm cái thiện thì hiếu đứng đầu. Câu này khuyên bảo chúng ta phải hiếu thảo với cha mẹ, với bề trên. Làm con mà không chăm sóc cha mẹ khi về già đã là không tròn duyên phận, là bất hiếu, và trời đất sẽ không dung tha. Đức Phật có dạy rằng, từ vô lượng kiếp đến nay, chúng sinh lang thang trong vòng luân hồi, bỏ thân này, nhận thân khác, sinh đi sinh lại. Sữa mẹ mà chúng ta đã uống còn nhiều hơn nước trong bốn biển. Công ơn dưỡng dục của cha mẹ đời này, kiếp này làm sao trả hết. Bởi thế, Phật dạy phương pháp cúng bái cao quý nhất không phải là vàng bạc chất núi, mà là cúng bái cha mẹ. Từ ngàn xưa, chữ hiếu là nền tảng của đạo đức. Gia đình là nền tảng của xã hội. Trong gia đình, chữ hiếu là nền tảng để xây dựng hạnh phúc, mang đến sự an vui, an lạc cho tất cả mọi người. Con cái có hiếu với cha mẹ, ngoài việc mang lại niềm hạnh phúc chung trong gia đình, còn mang đến cho chính mình sự an lạc, bình an. Đức Phật cũng đưa ra tiêu chuẩn đối với một người được gọi là hiếu đạo, phải hội đủ cả hai mặt, sự và lý. Sự là hình thức báo đáp bên ngoài, là lo lắng trăm năm, phụng dưỡng cha mẹ khỏi mọi điều thiếu thốn về vật chất, tôn trọng, kính lễ cha mẹ và không làm cha mẹ phiền lòng. Lý là chăm lo đời sống tâm linh cho cha mẹ, hướng cha mẹ phát khởi thiện tâm, hành thiện tu theo chánh đạo, làm sao cho cha mẹ hiểu rõ đường lành, tin sâu nhân quả, thoát ra ngoài vòng mê tín, ra khỏi luân hồi nghiệp báo, đạt được an lạc, giải thoát trong hiện tại và tương lai. Với những người ngược đãi cha mẹ, nói lời bất kính với đấng sinh thành sẽ chịu quả báo. Dù phúc báo có lớn bao nhiêu cũng mất hết. Kiếp này không trả hết thì truyền đến tận kiếp sau. Trong kinh Nhẫn Nhục, Đức Phật dạy: điều lành cao tuyệt không gì bằng hiếu đạo, điều ác cùng cực không gì bằng bất hiếu. Còn trong kinh Báo Nợ Cha Mẹ, Đức Phật cho biết kết quả báo ứng của việc bất hiếu với cha mẹ như sau. Người con bất hiếu với cha mẹ là người thấp hèn về nhân phẩm, bị đời khinh rẻ và bị pháp luật trừng trị.
về sau không đủ tư cách làm cha mẹ và sẽ bị con cái bất hiếu trở lại. Bất cứ thế nào, sau khi chết đi, người con bất hiếu còn bị đọa địa ngục hoặc sinh làm loài bần cùng, cam chịu đau đớn. Nếu thường nói lời bất kính hay làm trái ý cha mẹ thì phải cẩn thận, bởi sẽ làm tổn hại đến vận mệnh của mình. Nghe đến đây, bạn có thấy xung quanh mình có ai hay nói ác ý, chửi mắng cha mẹ không ạ? Nếu có, hãy bình luận số 8 dưới video. Và nếu có thể, hãy khuyên họ đừng làm thế nữa nhé. Theo quan điểm Phật giáo, cha mẹ là bậc thánh lớn nhất. Nhân ác lớn nhất cũng sẽ mang lại quả ác nặng nhất. Nên cố gắng đừng nói những điều bất kính với cha mẹ. Ở đời luôn có luật nhân quả. Đừng nói lời ác khẩu hay làm chuyện tổn hại người. Chính bạn, chứ không phải ai khác, sẽ phải gánh nghiệp của mình. Hãy để cuộc trò chuyện trở nên có ý nghĩa và chất lượng, giảm những lời nói xấu xa, tiêu cực và mang lại điều gì tốt đẹp cho cuộc sống của bạn. Chuyện tốt chưa ra cửa, chuyện xấu đã bay xa ngàn dặm. Quý vị thân mến, con người hiện đại ngày nay đều bận rộn với nhịp sống hối hả của kỷ nguyên công nghệ, thiếu đi cái tầm nhẫn và không đủ khả năng kiềm chế lời nói của mình. Điều đó đã vô tình tạo ra nhiều lời ác khẩu. Những lời tuy nói ra ngoài miệng nhưng lại là chiếc gương phản chiếu rõ cái tâm sâu thẳm của con người. Hơn nữa, ngày nay mạng Internet vô cùng phát triển, việc tạo khẩu nghiệp càng dễ dàng hơn. Nhiều người đã quen với việc mở miệng ra là nói những lời bạc bẽo, ngôn ngữ tiêu cực. Trước kia, bàn tán nhảm nhí chỉ là một vài người thích buông chuyện, tụ tập nói chuyện với nhau. Nhưng giờ đây, chỉ cần cầm chiếc điện thoại di động trong tay và gửi một tin nhắn vào nhóm bạn Zalo, Facebook là ngay lập tức tin nhắn ấy có thể bay đến khắp mọi ngóc ngách trên thế giới. Nhất là khi chúng ta giận dữ, không thể nhẫn nhịn được thì sẽ xảy ra rất nhiều hệ lụy. Giận dữ là một cảm xúc vô cùng kinh khủng, nhất là khi chúng ta lại nổi nóng với chính những người thân yêu của mình. Có những lúc chúng ta rất muốn nhẫn nhịn, kiềm chế bản thân mình, nhưng dường như điều ấy tưởng dễ, hóa ra là chẳng dễ chút nào. Có thể thấy, nếu chúng ta không nhẫn được thì mọi chuyện trên đời này sẽ rất rắc rối. Vậy nếu không nhẫn nhịn được thì phải làm sao có thể thoát khỏi những cơn nóng giận? Đây là câu hỏi của rất nhiều người đang thắc mắc. Cổ nhân xưa đã từng dạy, khi không thể nhẫn nhịn, hãy học ba cách sau để kiềm chế cơn nóng giận. Thứ nhất, im lặng. Có bao giờ bạn tự trách mình rằng, không hiểu vì sao khi ấy tôi có thể nói ra những lời như thế chưa? Nếu đã từng tự trách mình như vậy, hãy bình luận số 2 dưới video nhé. Tức giận chính là một con quỷ dữ. Nó chi phối tâm trí khiến bạn mất kiểm soát và buộc miệng nói ra những lời không đáng. Đến khi bạn bình tĩnh lại, những lời nói ấy đã bay đi, không thể nào rút lại được nữa. Tác động của chúng có thể kéo dài, làm tổn thương đến người khác và chính bản thân bạn. Khi cơn giận bùng lên, chúng ta dễ dàng bị cuốn theo và hành động một cách thiếu suy nghĩ. Trong những lúc như vậy, im lặng trở thành vũ khí mạnh mẽ nhất để bảo vệ bản thân và người xung quanh. Khi cảm thấy mình đang bắt đầu nổi nóng, hãy học cách im lặng và tìm một chỗ yên tĩnh để tránh xa tình huống kích động. Đó có thể là bước ra ngoài hít thở không khí trong lành, ngồi xuống và tập trung vào hơi thở, hoặc chỉ đơn giản là giữ im lặng một vài phút. Sự im lặng này không phải là sự né tránh hay yếu đuối, mà là một cách để kiểm soát bản thân và giữ vững sự bình tĩnh. Khi cảm xúc đã qua đi, khi cơn giận đã lắng xuống, bạn mới bắt đầu câu chuyện. Lúc này, bạn có thể nói chuyện một cách sáng suốt và thấu hiểu hơn, giữ được hòa khí và tình cảm với người thân. Bên cạnh đó, hãy luôn nhớ rằng, lời nói có sức mạnh rất lớn. Nó có thể xây dựng hoặc phá hủy mối quan hệ, mang lại niềm vui hoặc nỗi đau. Việc giữ bình tĩnh và suy nghĩ kỹ trước khi nói không chỉ giúp bạn tránh được những sai lầm đáng tiếc, mà còn giúp bạn trở nên trưởng thành và khôn ngoan hơn trong cách ứng xử. Chúng ta đều là con người,
ai cũng có những lúc nóng giận. Tuy nhiên, học cách kiểm soát cảm xúc, biết khi nào nên im lặng, khi nào nên lên tiếng, chính là nghệ thuật sống cần phải rèn luyện. Đây không chỉ là cách để giữ gìn mối quan hệ tốt đẹp với người khác, mà còn là cách để bạn duy trì sự bình an và hài hòa trong tâm hồn. Hãy nhớ rằng, khi bạn giữ được bình tĩnh, bạn không chỉ bảo vệ người khác khỏi những lời nói thiếu suy nghĩ, mà còn bảo vệ chính bản thân mình khỏi những hối tiếc sau này. Im lặng lúc cần thiết, nói lời đúng đắn, đó chính là con đường dẫn đến một cuộc sống hòa thuận, hạnh phúc và đầy tình thương yêu. Thứ hai, nhìn nhận thấu đáo vấn đề. Khi cơn giận dữ bùng phát, ta thường tin rằng những lời mình nói ra là đúng đắn, rằng chính mình mới hiểu rõ nhất, và lời nói của người khác chỉ là sự chống đối với ý đồ xấu xa. Trong khoảnh khắc ấy, ta bị chi phối bởi cảm xúc tiêu cực, không nhận ra rằng mình đang làm tổn thương những người xung quanh. Nhưng khi cơn giận lắng xuống, ta mới có dịp ngẫm nghĩ lại và nhận ra rằng người thân chỉ muốn tốt cho mình mà thôi. Tiếc thay, đến lúc đó, mọi chuyện đã đi quá xa, có khi đã gây ra những vết thương lòng khó lành. Sự nóng giận không chỉ làm mờ lý trí, mà còn khiến ta mất đi khả năng lắng nghe và thấu hiểu. Trong cơn bốc đồng, ta có thể nói ra những lời cay nghiệt, làm tổn thương những người mà ta yêu thương nhất. Những lời nói ấy, dù vô tình hay cố ý, đều có thể để lại hậu quả lâu dài, tạo nên khoảng cách và hiểu lầm khó hàn gắn. Vì vậy, khi cảm thấy cơn giận đang trỗi dậy, hãy cố gắng dừng lại một chút và tự hỏi mình. Người khác lo lắng cho mình như thế nào? Họ có ý định xấu hay chỉ muốn giúp đỡ mình? Bằng cách này, ta có thể kiềm chế cơn nóng nảy, tìm thấy sự bình tĩnh và sáng suốt để giải quyết vấn đề, thay vì phản ứng một cách bộc phát. Hãy lắng nghe và thấu hiểu quan điểm của người khác. Điều này không chỉ giúp giảm bớt căng thẳng, mà còn mở ra những cách giải quyết tốt hơn, hòa hợp hơn. Lòng khoan dung và sự kiên nhẫn trong những lúc giận dữ chính là chìa khóa để duy trì mối quan hệ tốt đẹp và xây dựng sự hiểu biết lẫn nhau. Hãy nhớ rằng, trong mỗi cuộc tranh cãi, không có ai là hoàn toàn đúng hay sai. Quan trọng hơn cả là tìm được sự đồng cảm và giải quyết mâu thuẫn một cách hòa bình. Đôi khi, một chút nhún nhường và lắng nghe có thể biến cơn giận thành cơ hội để hiểu nhau hơn và làm cho mối quan hệ trở nên bền chặt hơn. Khi bạn học cách kiềm chế cơn giận, bạn không chỉ bảo vệ mối quan hệ của mình mà còn tạo ra một môi trường sống tích cực, nơi mà sự hiểu biết và tôn trọng lẫn nhau được đặt lên hàng đầu. Hãy nhớ rằng, lòng khoan dung và khả năng kiểm soát cảm xúc không chỉ là dấu hiệu của sự trưởng thành, mà còn là nền tảng cho một cuộc sống hài hòa và hạnh phúc. Trong cuộc sống, biết kiềm chế và bình tĩnh chính là cách để ta đối diện với mọi thử thách và vượt qua chúng một cách thông minh và nhân văn nhất. Thứ ba, khống chế cơn tức giận. Nhẫn nhịn không bao giờ là điều dễ dàng. Khi cơn giận bùng phát, chúng ta thường có xu hướng quát tháo, la lối và chỉ chăm chăm nhìn vào những vấn đề tiêu cực từ phía đối phương. Chính trong những khoảnh khắc này, việc kiềm chế cảm xúc trở nên quan trọng hơn bao giờ hết. Hiểu rõ tâm lý con người, giáo sư Olivier Ulysses, một nhà tâm lý học người Mỹ, đã đề xuất 3 biện pháp giúp chúng ta khống chế được cơn tức giận và trấn tĩnh lòng mình. 1. Hạ thấp giọng xuống. Khi chúng ta nói nhỏ, âm lượng giảm đi không chỉ làm dịu bầu không khí mà còn giúp kiểm soát cảm xúc của chính mình, tránh việc nói ra những lời gây tổn thương. Ưỡn ngực đứng thẳng. Tư thế này không chỉ giúp chúng ta hít thở sâu và đều đặn mà còn tạo cảm giác tự tin và kiểm soát tình huống tốt hơn. Nói chậm lại. Khi chúng ta chậm rãi từng lời, không chỉ giúp suy nghĩ kỹ hơn trước khi nói mà còn tạo ra khoảng thời gian quý báu để lắng dịu cảm xúc. Người ta thường nói, giận quá mất khôn. Vì vậy đừng biến mình thành kẻ khờ dại, để khi cần giận dữ chi phối hành động và lời nói. Sự giận dữ chỉ làm tổn hại mối quan hệ và gây ra những hậu quả không mong muốn. Chúng ta sẽ chẳng bao giờ phải mất mặt hay xấu hổ
khi tỏ vẻ yếu thế, nhẫn nhịn với người nhà. Vì tình yêu thương máu mủ ruột thịt có thể chở che và hàn gắn tất cả. Hãy học cách đối xử tử tế và nhẫn nại với những người thân yêu xung quanh mình. Gia đình chính là nơi duy nhất ta có thể đặt trọn niềm tin, nơi mà mỗi thành viên có thể cùng nhau chia sẻ những buồn vui, những thử thách trong cuộc sống. Giữ cho những mối quan hệ thân thích luôn được bình yên và vẹn tròn không chỉ là trách nhiệm mà còn là một nghệ thuật sống. Tình yêu thương, sự cảm thông và lòng nhẫn nhịn sẽ giúp chúng ta vượt qua mọi sóng gió, cùng nhau xây dựng một gia đình hạnh phúc và ấm áp. Nhẫn nhịn, loại nội lực thâm sâu từ sự tu hành. Những người thực sự tu hành có cách lý giải đặc biệt về từ nhẫn. Họ cho rằng nhẫn đồng nghĩa với nhẫn nhục. Chúng ta thường nghe nói rằng nhẫn nhục là cần thiết để gánh vác trọng trách. Nếu không biết nhẫn nhịn, chúng ta sẽ không thể đảm nhận những nhiệm vụ lớn lao và càng không thể đạt được những thành tựu vĩ đại. Tại sao chúng ta cần phải nhẫn nhịn? Bởi vì nhẫn nhịn giúp tránh được rất nhiều rắc rối và tổn thương vô nghĩa. Khi còn chưa đủ mạnh mẽ, chúng ta phải học cách nhẫn nhịn để giữ bình tĩnh và tránh xung đột. Những việc nhỏ nhặt nếu không được giải quyết bằng sự nhẫn nhịn sẽ có thể gây ra những hậu quả lớn hơn, ảnh hưởng đến toàn cục. Ngay cả khi đã mạnh mẽ, chúng ta vẫn cần phải học cách nhẫn nhịn để duy trì sự hòa bình và tĩnh lặng trong cuộc sống. Nghe đến đây, bạn đã hiểu được thêm những giá trị của việc nhẫn nhịn chưa ạ? Nếu đã biết thêm thì hãy bình luận số 6 dưới video và từ nay hãy phát huy việc nhẫn nhé! Một học giả phương Tây từng nói, nhẫn nhịn và kiên trì rất đau khổ, nhưng dần dần chúng sẽ đem lại lợi ích cho bạn. Một người muốn đạt được thành tựu phải học cách nhẫn nhịn. Đối với một số người, nhẫn nhịn thường bị coi là nhu nhược, dễ bị bắt nạt. Nhưng trên thực tế, nhẫn nhịn là một cách rèn giũa bản thân, là kết quả được đúc kết sau khi trải qua thử thách và sóng gió. Nhẫn nhịn giúp con người tôi luyện ý chí để bình tĩnh hơn khi xử lý mọi chuyện, để đối mặt với gian nan mà vẫn giữ được sự điềm tĩnh và để không bị ảnh hưởng bởi những lời chê hay khen ngợi, không tự ti cũng không kiêu ngạo. Khi bị ức hiếp, phản ứng đầu tiên của chúng ta là thường muốn trả đòn. Nếu ai đó đánh bạn một cái, phản ứng tự nhiên có thể là muốn trả lại người ta hai cái. Do đó chúng ta thường thấy những người chỉ vì một chuyện nhỏ mà tức giận đến mức đỏ mặt tía tai, đánh nhau đến mức sức đầu mẻ trán. Thực ra, có rất nhiều người từng trải qua những chuyện giống như bạn, và thậm chí có thể nói rằng tất cả mọi người đều từng bị như vậy. Nhưng tại sao chỉ có bạn cảm thấy mình bị bắt nạt? Đó là vì bạn chưa thể nhẫn. Nhẫn nhịn không phải là sự yếu đuối, mà là biểu hiện của sức mạnh nội tâm. Khi chúng ta học cách nhẫn nhịn, chúng ta học cách kiểm soát cảm xúc của mình, không để những tác động bên ngoài làm lung lay sự bình tĩnh bên trong. Nhẫn nhịn giúp chúng ta giữ được sự sáng suốt và có cái nhìn tổng quát hơn về cuộc sống. Một số chuyện chỉ cần nhẫn nhịn thì sẽ qua đi, và chúng ta sẽ tiếp tục bước đi trên con đường của mình với một tâm hồn nhẹ nhàng và vững vàng hơn. Nhẫn nhịn không phải là sự nhu nhược hay dễ bị ức hiếp. Ngược lại, đó là dấu hiệu của một tinh thần mạnh mẽ và kiên định. Người biết nhẫn nhịn luôn có chỗ đứng vững chắc trong cuộc cạnh tranh xã hội, bởi vì họ hiểu rằng sự kiên nhẫn là sức mạnh tiềm ẩn giúp họ vượt qua mọi thử thách. Một người thiếu đi sự nhẫn nhịn rất dễ bị đè nén bởi áp lực, trong khi người có khả năng chịu đựng lớn sẽ luôn giữ vững tâm trí, không đau đớn trước giông bão và trở thành người thắng cuộc cuối cùng. Trong cuộc sống, nhiều mâu thuẫn và xung đột xảy ra chỉ vì chúng ta không thể nhẫn nhịn. Chỉ một câu nói vô ý hay một chuyện nhỏ nhặt cũng có thể dẫn đến tranh cãi, khiến mọi người không vui vẻ và tạo ra những khoảng cách không đáng có. Có một thanh niên tính tình nóng nảy, thường xuyên đánh nhau với người khác, và vì thế mà mọi người đều xa lánh anh ta. Một ngày nọ, khi dạo chơi đến chùa Đại Đức, anh tình cờ nghe được một thiền sư đang giảng pháp. Bài giảng sâu sắc của thiền sư đã đánh thức tâm hồn anh,
khiến anh nhận ra lỗi lầm của mình. Anh quyết tâm thay đổi và nói với thiền sư: sau này con sẽ không đánh nhau với người ta nữa, tránh để mọi người không muốn nhìn thấy con. Cho dù người khác có nhổ nước miếng vào mặt con cũng sẽ nhẫn nhịn lao đi, bình tâm chấp nhận. Thiền sư nghe xong chỉ mỉm cười và nói: hà tất phải làm vậy, cứ để nước miếng tự khô, sao phải lao đi. Người thanh niên ngạc nhiên hỏi lại: sao mà như vậy được, tại sao phải chịu đựng như vậy? Thiền sư nói: điều này thì có gì mà không chịu đựng được, cậu cứ coi như nó là con muỗi đậu trên mặt thôi, không đáng để đánh nhau vì nó. Người thanh niên lại hỏi: nếu như đối phương không nhổ nước miếng mà đưa ra một nắm đấm thì con phải thế nào? Thiền sư trả lời: thì cũng vậy thôi, cậu đừng quá để tâm, chỉ là một đấm thôi mà. Người thanh niên nghe xong bỗng giơ nắm đấm ra đánh vào đầu của thiền sư rồi hỏi: hòa thượng, bây giờ ông thấy sao? Thiền sư rất ân cần nói: đầu tôi cứng như đá, không cảm thấy gì hết, nhưng tại cậu chắc đau lắm phải không? Người thanh niên đứng ngay tại chỗ không biết nói gì hơn. Thế mới nói, nhẫn nhịn là một loại tu hành thâm sâu, cần chút công sức mới được. Đại sư Hoàng Nhất từng nói: ở nơi phồn hoa, gặp người ngu đần, gặp lúc bế tắc, gặp chuyện phức tạp, đây là những tình huống con người ta dễ tức giận. Nóng nảy hấp tấp không những không có lợi mà còn dễ khiến người khác oán trách, bản thân thì hỏng việc. Đó là việc ngu ngốc. Nhẫn nhịn cho qua là chuyện có lợi vô cùng. Nhẫn nhịn không chỉ là sự kiềm chế mà còn là biểu hiện của trí tuệ và sự hiểu biết sâu sắc về cuộc sống. Nhịn một lúc, sóng yên gió lặng, lùi một bước, biển rộng trời cao. Chúng ta chọn lựa sự im lặng không phải vì yếu đuối, mà vì sự im lặng đó là cách để chấm dứt mọi vấn đề một cách hòa bình. Nhẫn nhịn giúp chúng ta giữ được sự bình tĩnh và sáng suốt trong mọi tình huống. Nó giống như một bức tường vững chắc, bảo vệ tâm hồn khỏi những cơn bão tố của cuộc đời. Nhẫn nhịn không chỉ làm dịu đi mâu thuẫn, mà còn giúp chúng ta nhận ra giá trị của sự hòa hợp và đồng thuận. Cuộc sống đầy những thử thách và nghịch cảnh, nhưng chính qua những lúc khó khăn đó, chúng ta mới thấy được sức mạnh của lòng nhẫn nhịn. Nó giúp chúng ta vượt qua những khó khăn, giữ vững tâm hồn trong sáng và xây dựng mối quan hệ tốt đẹp với mọi người xung quanh, bạn nhé. Đến đây, thời lượng chương trình đã hết. Xin cảm ơn quý vị đã lắng nghe hết video này. Nếu thấy video hay, hãy bình luận số 9 dưới video và đừng quên xem thêm những video khác trên kênh quý vị nhé. Xin chào và hẹn gặp lại bạn ở những chương trình sau.